Má tặng cục pin. Cục pin nó cũ hơn cái mặt tao nữa. Tặng cục pin này. Những chiếc xì bo, anh đây là chủ nhân, đại ca bình quận tư. Ai cũng đều mê, những lúc chạy đua, xe anh là phong nhanh. Thì xe anh mạnh hơn, xe nhiều xăng. Nào Suzuki, nào quay anh, pha đường ngắn anh. Nào rim hi-fi, anh like thêm một chiếc FS. Rồi anh lên ga bắt đầu là phóng nhanh. Xe anh có hai đèn bấm đèn là sáng lên. Tình cờ gặp ông mẹ, thấy mẹ thấy chưa? Ôi vui quá em ơi. Ủa hai, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel mình là Chris the Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ không có tối nạn gì mà chúng ta sẽ quay trở về với tuổi thơ, quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Và hôm nay mình sẽ đem cho các bạn những cái món mà ngày xưa tuổi thơ của mình đã từng nếm trải. Nghe nó sự đời quá ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vô nào. Rồi ở đây chúng ta có gì? Có một dụng cụ rung. Không phải đâu, đây là bon bon kem đá. Người ta nói là bon bon sô-cô-la bánh đa sữa gà và cola Pepsi đó. Này chúng ta có máy chơi game thế hệ 9X, xếp hình, thỏi bong bóng, sô-cô-la đời đầu, kẹo dẻo đời đầu, súng đời đầu. Cái này ngày xưa mấy nhà thuốc tây bán nhiều nha. Đây là dạng như là bóng bóng keo đó. Ngày xưa là chơi keo con chó là chơi cái này đời đầu. Rất là nhiều món các bạn ơi. Mì trẻ em, cái này là những năm lớp 1 của tôi. Sô-cô-la đồng tiền chứ không phải tiền thiệt đâu. Tiền đâu mà mua tiền thiệt lúc đó. Cái sô-cô-la này tuy nó rẻ là như là 1.000 là chúng ta được 5 cục này hay sao. Những năm 1999 rồi đó. Thời đó là ngàn là dữ lắm à. Tại vì hộp cơm tấm mà sườn không là 2.000. Rồi sườn bì là sườn bì chả là 5.000 đó. Nhớ đó. Biết gì không, biết gì không. Tí muội à, nãy hát đó, bon bon đó này nè, bon bon sô-cô-la đó, sô-cô-la bánh đa không có, không mua bánh đa, sữa gà dầu cola Pepsi. Tí muội hay tí muội không liên quan tới câu hát, kệ thì bỏ đi. Này giống như ma túy thời đó vậy các bạn đó. Trét hít, nhìn nó bột bột, nhìn thấy ghê không đó. Ngày xưa là hả, thí dụ mà ăn cái này mà phụ huynh mà để ý là mày ăn tán. Kẹo cam, ngày xưa tôi nhìn cái này tôi tức lắm. Làm cái bao chi cho bự vậy, có 3 hạt à. Mà người bình thường người ta 2 hạt thôi đó. Size này chắc chừng tổn nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm bú bon bon. Ngày xưa là thấy cái chỗ này không? Các bạn sẽ bẻ nó ra làm đôi là ok. Có người, người ta ăn, người ta sẽ bẻ trên đầu. Còn có người là người ta ăn sẽ bẻ khúc giữa rồi xong múc hai khúc à. Tùy vào cái vòm họng của mình thì mình sẽ bú một cái bon bon mà gọi là vừa mồm nhất. Ai mà kiểu có vòm họng mà cỡ Evin được à. Thì bình thường là em bú cả cây hả? Đúng rồi, anh bú cả cây không ạ? Mình sai nhỏ hơn thì mình bú nửa cây thôi. Rồi đó, bẻ ra vậy nè các bạn. Vị gì vậy ta? Vị me. Thèm lắm đúng không? Trời, giờ mình làm gì quá mà ăn. Này khó kiếm lắm á, chứ không phải dễ kiếm nha. Cây này ngày xưa là 500. Bữa đứa nào mà được bú cái này buổi trưa là kiểu là giàu á mới có. Là ngày xưa là tôi kiểu cả tháng mới được bú một cây á. Rồi thôi, tôi nhớ là mình còn đi học thì những con ngàn à. Con ngàn à, nên phải suy nghĩ kỹ ăn gì. Đó, tiền. Nó nói là tiền là tiền nhiều khi không mà có. À, nhìn chuyện gì cả không sao.
Tiền là tiền, nhiều khi không mà có. Thằng nào nhiều tiền sống chó cũng như không. Đó, rồi thì chúng ta sẽ trải nghiệm siêu la đồng tiền của ngày xưa. Thật ra là cái này nó không đúng với cái siêu la đồng tiền ngày xưa đâu. Cái này chỉ là một cái gọi là tượng trưng thôi, chứ kiếm lại cái ngày xưa không có các bạn ơi. Thì ngày xưa là tôi nhớ nếu mà siêu la đồng tiền thì nó kiểu nó trơn chứ không có ghi là 10 sen. Cái này là kiểu thời nay rồi. Nhưng mà remake, đồng tiền remaster. Ôi. Đây các bạn, mời các bạn nha. Đó thì cái đồng tiền ngày xưa là nó dễ chảy hơn các bạn. Cái đồng tiền nó làm hơi cứng. Cái vị này không phải vị của ngày xưa mà. Chưa, đồng tiền ngày xưa ngon lắm. Cái này sô-cô-la nó pha nhiều sữa quá cho nên là nó vị nó bị béo béo rồi. Ngày xưa sô-cô-la nó vị sô-cô-la lắm. Còn giờ thấy vị cu-la không à. Nghe vị si nha. Rồi tới trứng cút tuẩn bỏ bịch. Mời các bạn nha. Không giống cái vị ngày xưa ăn. Cái vị ngày xưa ăn nó lại sô-cô-la nhiều, bao bọc nhiều hơn là cái này. Nếu mà các bạn nào chắc tầm lứa 9X á, từ 90 tới 95 thì chắc là biết sô-cô-la này với lại mấy sô-cô-la mà hòn đá các bạn. Đó, mình nói cái là nhớ liền đúng không? Đây, ngày xưa là ghi là mì trẻ em nha, bây giờ chỉ tìm được cái này thôi, mì sấy phô mai. Ngày xưa ghi là mì trẻ em nè các bạn. Thì nhớ mì trẻ em là nó có mì nè, đường nè, muối nè, kiểu giống như là nó trộn sẵn cho các bạn á. Má, ăn từng miếng mà. Ở trong lớp, lớp 1 mà mày chỉ cần là hàng ngàn con zombie bạn học nó sẽ bu lại. Nó ăn không còn cái gì, chắc nó chừa lại cái bọc cho mày thôi chứ. Còn mì là mất tiêu. Nè, mình nói luôn, ngày xưa cái mì, cái màu nó sẽ đậm hơn. Và nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy những hạt đường bám. Còn mì bây giờ kiểu làm lại để chúng ta hoài niệm tuổi thơ thôi thì thật ra không có nè. À, không thấy muối, không thấy đường. Khoảng 5 trên 10 ngày xưa. Phải nói là mì trẻ em mà ngày xưa ăn rồi. Trời ơi, ghiền như si ke. Cái vị này nó đúng giống mì bây giờ mà các bạn bóp ra. Ngày xưa cái mì nó lạ lắm. Chỉ những người nào đã trải nghiệm cái mì đó mới kể được thôi. Trời, con quỷ. Quỷ kêu mì sấy phô mai, miêu miêu. Phô mai đâu má. Ăn nghe mùi mì không à. Ăn như mì chúng ta bẻ ra bình thường chúng ta ăn nha. Rồi, tí mùi. Mời các bạn. Ngày xưa mà đi ngang quận 5 á, là thấy bán xí mùi này nhiều lắm nè. Xí mùi này của người Hoa. Ừ, vậy giống. Thôi, ăn nãy giờ cũng nhiều rồi. Chơi xíu game này ha. Ngày xưa tôi nhớ là đâu có cái này đâu. Mà ngày xưa cái đồ chơi này á, nó bự hơn. Trời, nó cứng kìa. Trời má ơi, kiểu kẹt trở rồi là đứng trở luôn nè. Sợ là phải phá là mới tìm lại được đường. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ giải cái này. Mình sẽ chứng tỏ cho các bạn thấy một người thông minh mà người ta giải cái này người ta sẽ làm sao. Là người ta sẽ dùng cái này nè. Là khởi. Ủa phải không? Cái này phải để khởi. Nani? Ngày xưa mà tôi mà giải không được là tôi làm vậy nè. Ngày xưa cái bự hơn dám làm các bạn ơi. Má cái này sợ làm gãy quá. Thôi dẹp mẹ đi. Mình sẽ chứng tỏ cho các bạn thấy một người thông minh mà người ta giải cái này người ta sẽ làm sao. Một người thông minh. Thông minh. Chuyển qua chơi game thế hệ đầu. Ngày xưa á là con nít lại là không có đủ tiền để mà ba mẹ mua cho cái này đâu, đảm bảo luôn. Ngày xưa cái này chỉ là phụ huynh mua chơi à, các vị phụ huynh là mua cái này chơi nhiều, con nít là chơi ké thôi. Cái này là của kiểu của người lớn ngày xưa đó. Má tặng cục pin. Cục pin nó cũ hơn cái mặt tao nữa. Tặng cục pin này. Máy chơi điện tử. Nào, siêu nhân.
siêu nhân, quá trời siêu nhân luôn. Này siêu nhân Pirate nè, này Gao nè, còn có sao có má siêu nhân bên Mỹ nè. Đây, tặng cục pin nè, má không thể nào cũ hơn được. Không biết là cái gói này đã nằm bao lâu rồi. Classic quá. Này là mấy cô đồ đó là phải chơi ship hình. Đó. Vô sao ta? On off. Mấy ngày xưa đọc đâu có biết mấy cái chữ này, ngày xưa là kiểu đâu có biết mấy chữ này, ngày xưa chỉ kiểu nhớ cái nút thôi. Trời ơi. Ôi cái tiếng kìa. Ê sao lẹ vậy? Ủa bấm cái rạc cái nó xuống nè. Thôi chưa đu xe đi, đu xe đi. Ủa không. Chuyển đu xe sao ta? Trời em muốn chơi môn khác anh ơi. Ê đừng nói này chỉ chơi được mỗi ship gạch nha. À bắn xe tăng đu xe nè, đó. Vô. À, thật ra nó khó lắm á, cái xe kia vừa nhích cái đầu qua thôi nè, các bạn để ý nè, vừa nhích cái đầu qua thôi là mình phải qua liền, không? Những chiếc xì bo, anh đây là chủ nhân đại ca bình quận tư, ai cũng đều mê những lúc chạy đua, xe anh là phóng nhanh, xe anh mạnh hơn, xe nhiều sao? Nó Suzuki, nó quay anh pha đều ngán anh, nào rim hi-fi, anh like thêm một chiếc FX. Thua. Rồi anh lên ga bắt đầu là phóng nhanh xe anh có hai đèn bấm đèn là sáng lên tình cờ gặp ông mẹ thích mẹ thấy chưa ôi vui quá em ơi. Ngày xưa là nghe mấy anh ở trong xóm là hát vậy là đời đầu đó. Rồi chúng ta sẽ đến với trò chơi tuổi thơ gì đây? Bắn súng. Cái này thì thật ra là nó không nhiều nhưng mà nó làm cho mình nhớ cái gì các bạn biết không? Nhớ ngày xưa kẹo kéo. Mấy xe của mấy chú kẹo kéo thì có cái súng dài, thì ổng gắn lên cái này nè, thì chúng ta bảo đảm luôn, bắn 100 lần cũng không bao giờ trúng. Cái trò đó là có trick hết rồi. Được. Tốn. Lên đây Tốn. Này sợ á? Sợ chưa? Sợ chưa? Tao có súng á. Nè, tao bắn mày á. Bắn nè. Sợ không? Ui, sợ quá. Sợ chưa? Nè. Sợ chưa? Sợ. Xin mời diễn viên xuống. Ôi ôm hả? Sikula đời đầu. Cái Sikula này cũng ngon lắm các bạn. Mà không biết cái vị của nó còn không? Còn được như ngày xưa không? Các bạn nhớ là không có được cho cuốn ở nhà ăn Sikula nha, không được nha. Đâu, Sikula đời đầu. Ngày xưa à, làm gì có cái tiền ăn M&M, đúng không? M&M là Sikula xịn. Ngày xưa chỉ ăn Sikula này thôi, hình như là đây là Sikula Thái. Đúng, cái vị như hồi đó. Đó, ngày xưa chúng ta có kẹo này. Kẹo vitamin C này chỉ bán ở trong các nhà thuốc Tây. Kẹo C là miếng đúng vậy các bạn. Chơi bóng ngày xưa nè. Đây đó, mở ra phải chích cái đầu đó. Không, cái tên phải đút cái đầu vô à. Mẹ bóp mà không vẫn không ra kìa, lì như trâu. Chỗ gì hao dữ vậy? Trời cái này bông hơi không má ơi, không có miếng keo nữa. Con bóp muốn méo luôn nè, nó ra được chút nè. Coi tức không? Đó. Xạo chưa? Tầm bây giờ là mày bị bóc phốt rồi con. Lừa đảo quá. Đó, ve. Thế đây. Hên quá à nho.
tao không chơi này nhiều, tốn tiền á. Đừng mua nha, tốn tiền. Chơi không được nhiều quá, mất hơi quá. Chơi mà nặng hơi mỏi cổ. Nghe chơi giờ nè. Ở ngoài đó chơi đi. Chơi hồi tao quạo nên tức nữa. Rồi, chúng ta sẽ đến với đây, kẹo dẻo ngày xưa nè các bạn. Hỏi đẹp dữ, mọi người. Thấy không? Hỏi đẹp. À, ngày xưa mà chơi cái này á các bạn, là ví dụ mà trái bóng nó bị bể á, là vẫn có thể căng ra được. Ví dụ nó bị bể, nó xì đi, thì cái là nút. Không cứ kiểu chẹp lại á, kiểu cứu nó giống vậy á. Thí dụ mà bể á, đó là cái ký ức ngày xưa vẫn còn nhớ. Còn giờ bể rồi. Rồi. Trời đất mẹ ơi, đúng kẹo dẻo ngày xưa luôn. Đó, hũ đường hũ mà nắp đường nắp. Đây, kẹo mà dính lên nắp hết mẹ ơi. Này trong khoảng thời gian nó ship qua là kiểu nó nóng hay sao ấy. Chả hết trơn. Mời các bạn. Vẫn là hương vị ấy, không thay đổi. Rồi còn cái này thì quá quen thuộc với mọi người rồi. Thổi bóng. Tới giờ người ta vẫn xài mà. Người ta còn xài cái bự hơn để người ta làm đám cưới đâu nè. Và cuối cùng, ma túy ngày xưa. Không thử dù chỉ một lần. Rồi đây có vị xoài, vị táo. Mấy cái muỗng kìa. Trời đất mẹ ơi. Ngày xưa hỏi sao phụ huynh nhìn không giống ma túy, không cho con ăn bá này. Rồi này vị táo, vị táo dai. Vị táo á. Rồi này vị xoài nha. Bỏ miệng. Giỡn nha. Nó bận dở như xưa. Này không ngon lành mẹ gì các bạn. Rồi coi vị táo có khác gì. Ngon quá. Vị táo và vị xoài y chang nhau. Và nó cũng có cái mùi nó hơi nhựa các bạn. Kiểu bỏ vô trong này nè, nghe mùi nhựa nè. Nói chung là mình nghĩ thì kiểu như thời xưa mình ăn vậy thôi, chứ mấy cái này ăn không tốt cho sức khỏe của trẻ em đâu. Vậy là chúng ta đã có một vé quay trở về tuổi thơ. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe, vì đã đưa các bạn về tuổi thơ các bạn nha. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.